Thăng Long Warrior tại VBA 2021, nhiều thử thách chờ đợi chiến binh. Đương kim Á quân VBA trải qua một giai đoạn off-season đầy biến động, liệu họ có còn giữ được sức mạnh để trở lại chung kết VBA? Thăng Long Warrior vừa lọt vào chung kết VBA thứ 2 trong lịch sử câu lạc bộ, nhưng phải chịu dừng bước trước Saigon Heat. Đương nhiên, đội bóng này không thiếu tham vọng, nhưng những sự thay đổi về tình hình nhân sự chắc chắn khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy nghi ngại. Đương kim MVP Robert Crawford sẽ không trở lại. Justin Young chuyển sang khoác áo đội tuyển quốc gia, trong khi hai anh em sinh đôi Hoàng Ca Đà Đốc đã được trade sang một đội bóng khác. Những sự bổ sung của Warrior cho tới nay vẫn chưa được kiểm chứng về thực lực, một phần vì tình hình Covid-19 phức tạp. Brian Coleman và Tim Girls chưa từng thi đấu tại châu Á. Jordan Young, anh trai song sinh của Justin Young, đã không thi đấu chuyên nghiệp kể từ khi rời đại học. Hồng Gia Lân, Nguyễn Lê Quốc Cường vẫn giữ phong độ tốt, nhưng chắc chắn sẽ chỉ đóng vai trò dự bị trong đội hình của huấn luyện viên Predrag Lukic. Vị chiến lược gia người Serbia không giấu giếm việc xây dựng lối chơi xung quanh những gương mặt mới. Tim Girls và Jordan Young sẽ chia sẻ vai trò cầm bóng chính. Brian Coleman và Nguyễn Văn Hùng sẽ kiểm soát khu vực dưới rổ, trong khi vị trí còn lại sẽ là của Hoàng Thế Hiển hay Đặng Thái Hưng. Cấu trúc đội hình của Warrior không khác mấy so với mùa giải trước, khi huấn luyện viên Lukic sở hữu dàn nội binh hùng hậu, có chiều sâu, pha trộn giữa kinh nghiệm và tuổi trẻ, tạo nên tinh thần cạnh tranh. Nguyễn Văn Hùng sẽ phải bảo vệ vị trí trước sự vươn lên của Phạm Thành Nam, Nguyễn Việt Anh. Hoàng Thế Hiển, Đặng Thái Hưng sẽ sẵn sàng đón nhận những lời thách thức từ Nguyễn Lê Quốc Cường, Trần Phi Hoàng Long. Riêng ở vị trí hậu vệ dẫn bóng, Trương Hoàng Trung vừa mới bình phục hoàn toàn chấn thương, cũng sẽ phải so kè với đàn anh Hồng Gia Lân và đàn em Đoàn Nhất Quang. Một cơn đau đầu dễ chịu dành cho huấn luyện viên Predrag Lukic. Nhưng thành bại của Warrior vẫn phụ thuộc vào những gương mặt mới. Vị chiến lược gia người Serbia đã tự tay chọn ra những ngoại binh từng có kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu giống Robert Crawford, để họ nhanh chóng thích nghi với chiến thuật của ông, những bài chạy từng đưa Warrior vào chung kết VBA năm ngoái. Tuy nhiên, với một Brian Coleman thi đấu không tốt trong những mùa giải gần đây, Jordan Young thiếu hụt kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, gánh nặng có lẽ sẽ dồn rất nhiều lên những cú ném của Team Girls. Nếu anh không thể tỏa sáng, Warrior có lẽ sẽ gặp rắc rối. Lối chơi của huấn luyện viên Predrag Lukic dựa nhiều vào sự gắn kết giữa các vị trí, liên tục luân chuyển bóng và đề cao sức mạnh tập thể. Điều đó đôi khi triệt tiêu những giây phút tỏa sáng mang tính cá nhân. Và trong một mùa giải không được chuẩn bị kỹ càng, Warrior có thể gặp khó khăn ở giai đoạn đầu mùa giải. Nhưng khi đã vào tới vòng playoff, chắc chắn họ sẽ là một đội bóng đá gờm. Em hỗ trợ với Kristen Chu Trang là sẽ có hai cầu thủ có khả năng đánh ba tốt, đó là Hoàng Phú và Võ Kim Bản. Hai điểm tiếp theo dành cho Nguyễn Văn Hùng, Vũ Hoành, Tú Hê Di, Phim Mù và ném rổ. May mắn dành cho Hoàng Ca vô sạch vị của Việt Nam này. Nguyễn Văn Hùng hai điểm trên cho một cái đền và đánh trả là cú bắn ba của Nguyễn Văn Hùng. Điều gì đang xảy ra tại VB Arena?